nhất là xinh gái đẹp trai, xinh trai đẹp gái đó. Bây giờ mình gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nha. Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn đang xem đài. Mình là Nguyễn Minh Tú, mình là chàng trai đến từ thành phố thủ đô Hà Nội. Không cần phải nhấn mạnh chàng trai, em ai cũng biết. Diễn rất trai, mình đang là người mẫu diễn viên tự do. Dạ, cảm ơn em. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Chi Trần, tên thiệt của em tên là Nhật Hạ nhưng mà nghệ danh thì là Chi Trần. Không, mọi người có thể gọi em là Chi, call me Chi. Hai đứa cười đẹp như nhau nha. 1, 2, 3. Thế với ngày hôm nay đội của chúng ta tên là gì ta? Thích thì đi. Thắc mắc lắm, tại sao thích thì đi? Thích thì đi là có lẽ bởi vì là mình rất thích đi phượt. Nhưng mà từ trước tới giờ, từ bé giờ luôn, mình chưa bao giờ được đi phượt cả. Nên đấy là một cái ước mơ rất là lớn của mình. Còn em thì em rất là thích đi đây đi đó, cho nên là cứ thích thì là mình đi thôi. Nói chung ngày hôm nay cũng là một cái duyên với nhau đúng không? Biết đâu được sau khi mà lãnh được 50 triệu đồng, tôi nói nếu như nha, nếu như nha, thì hai bạn cùng nắm tay nhau thích thì đi. Ok, rồi bên đây chiếm sóng hơi nhiều. Thôi mình quay qua trở lại bên này. Đây là một cô gái mà có giọng ca rất là hay mà tôi rất là ngưỡng mộ đây. Cùng với chàng trai trong đội mình nữa giới thiệu nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Về Nhà Đi Anh. Mình tên là Nguyễn Kiều Anh, hiện tại mình là ca sĩ diễn viên tự do và đây là... Mình là Trương Thanh Tùng, hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Mong muốn của mình đến đây chơi là muốn tuyên truyền đến mọi người là chúng ta hãy chấp hành luật giao thông và an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Anh dùng từ tuyên truyền luôn mọi người nha. Hôm nay là ảnh là thanh niên nghiêm túc nha. Nãy giờ quên giới thiệu tên đội. Dạ đúng rồi. Tên đội của Kiều Anh và Thanh Tùng đó là Chuyến xe miền Tây. Trời đất ơi, dễ thương, tại sao? Tại vì Chuyến xe miền Tây là ở đây là bạn Kiều Anh là đến từ Đồng Tháp. Đồng còn Tháp. Mình là quê ở Cần Thơ, nên là Cần Thơ và Đồng Tháp là ở miền Tây. Nên là dễ cái thương. Chuyến xe miền Tây này mong muốn là chở những cái kiến thức, những cái luật an toàn giao thông đến tất cả mọi người dân miền Tây cũng như là tất cả mọi người dân Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Trời ơi, anh này đúng là anh thanh niên nghiêm túc luôn á, thiệt có tôi khoái anh quá. Vậy là chắc là ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm dằn túi hơi dày ngày hôm nay để có thể đến với chương trình đúng không anh?